Hello, xin chào các bạn nha. Đây là chuyến hàng sáng nay của nhân ve chai đây các bạn ơi. Đấy. Sáng nay đi một chuyến là là ve chai về rồi. Đấy. Giờ mình phải đi chở một chuyến nữa. Sáng nay mua mà chở không hết. Nên là giờ phải đi thêm chuyến nữa. Đấy, sáng nay mình mua được cả ba cái bình xe tải. 150 mâm giờ là mình phải đi mua một tiếp một chuyến nữa vậy là chuyến hàng thứ hai của mình đã cập bến về nhà rồi cả nhà ơi nói chung là buổi sáng nay thì cũng làm được hai chuyến nhẹ nhẹ đấy cũng không nhiều lắm đâu nói chung là một ngày mà cứ hai chuyến thế này tức là một buổi sáng đấy là mới buổi sáng thôi buổi sáng mà được hai chuyến thế này là là đủ công cho cả ngày rồi cả nhà. Đấy. Cuộc sống mua bán ve chai thì cứ tà tà kem cơm để thôi cả nhà. Đấy. Nói chung đồ ve chai mua về sáng nay mua về đang bỏ đây. Còn hôm kia đây. Trước đây. Mấy ngày trước đó. Các bạn thấy không? Quá trời luôn. Mà. Nhà vật tùm lum đó lạ. Đồ ve chai quá tùm lum luôn. Đó. Mọi người thấy không? Vâng. Cảm ơn quý mọi người. Cảm ơn quý bà con luôn luôn là đồng hành và theo dõi ủng hộ ở kênh uh, vlog là nhân ve chai tv thì sáng nay uh, như uh, quý bà con mọi người đã thấy rồi đó sáng nay mình đã đi mua uh, ve chai uh, về rồi thì uh, được uh, hai chuyến ve chai nói chung cuộc sống này á uh, thì làm việc gì cũng vậy thôi chúng ta là cũng phải đều phải cố gắng phải tìm tòi phải uh, nỗ lực hết bản thân và làm việc là phải có niềm tin niềm tin là chiến thắng mà Chúng ta đừng có nản lòng. Mình đã từng nói với là là các bạn cũng như mọi người cũng như quý cô anh chị rất nhiều rồi. Không có việc gì là 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 khó và cũng không có việc gì là gì. Đấy. Thì à, những gì mình chia sẻ cho mọi người, cho các bạn, cho các cô bác anh chị là những cái điều thực trong cuộc sống và những cái nhân đều đi mua bán về chai còn đối với những à, có nhiều người gọi điện hoặc là nhắn tin hỏi là anh chia sẻ mua cái à, tivi tủ lạnh hay là cái máy giặt thì mình nói thật các bạn đó là mình không chuyên những cái đó nhưng mình gặp thì cái nào à, thấy bán rẻ rẻ đôi vài trăm thì mình mua mình về thì mình kiếm lời được năm vài chục rả ra hoặc trăm ngàn vậy thôi chứ mình không chuyên những cái đó đấy nên là những cái đó thì mong mọi người thông cảm cho mình và mọi người đều hỏi là cái mua ve chai này là nó cũng thấy cũng khó anh à. mình nói cho các bạn là không có gì khó và cũng không có gì dễ và đặc biệt nhân đã từng nói với các bạn cũng như mọi người cũng như cô bác anh chị rất nhiều trong vấn đề các video đó là vì ve chai phế liệu thì mọi người các bạn các cô bác anh chị khởi nghiệp đầu tiên thì nhân đã nói rồi phải đi mua từng những cái nhỏ nhất nhưng cái nhỏ nhất là những cái gì đây những cái giấy vì giấy này là nó nhỏ tại sao vì là nó là vốn ít với bởi vì một ký giấy nó có tầm cỡ ngàn mấy hai ngàn thôi hai ngàn mấy thôi nên vốn không là không nhiều nhưng mà số lượng nhiều thì nó là thành thành ra tiền nhiều đấy phải mua từng ký giấy này này rồi những cái là lông bia Lông bia này Rồi là lông nước ngọt Thì đấy, cái này là những cái này là những cái cơ bản nhất Những cái cơ bản nhất để cho chúng ta bước vào một công việc đó là mua bán ve chai Thì từ những cái vỏ lon Từ những cái giấy này Rồi đến từ những cái chai này Đây, chai Chai Nói chung chai hết Chai này là chai dơ Nhưng mà chai này là chai sạch phép trắng phết trắng này nó cũng có giá nha các bạn không phải rẻ nha đấy nó cũng thuộc lại là đắt hơn mấy cái mũ, mũ mũ mũ, chai kia đó thì mình đã từng nói với các các bạn cũng như mọi người cô bác anh chị rồi chúng ta đi làm nghề thì chúng ta phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất từ những đồng tiền chúng ta bỏ ra là ít nhưng chúng ta lại có thu nhập không phải chê một cái lông lông nước này lông bia này mà một hai trăm đồng chúng ta không chê những cái này bởi vì chúng ta đi mua những cái này một ngày chúng ta lấy được ngàn lon là chúng ta cũng đổ đủ đủ tiền công được đôi ba trăm thậm chí những cái này vô các nhà giàu hoặc là không giàu có gì nhưng mà họ có tâm nhiều lúc thấy những người đi buôn bán thấy làm thế họ cho bởi vì bán thì cùng nhiều người bán năm bảy ngàn chục ngàn nó cao là vậy thôi từ những cái nhỏ đó chúng ta biến nó thành những cái lớn tức là chúng ta góp cho thành bảo mình đã từng nói với các bạn rồi những lâu đài hoành tráng nguy nga như vậy thì nó cũng là được xây dựng lên từ trong đó có những hạt cát đấy biển dù mảnh mông mênh mông thì nó cũng hình thành từ những giọt nước đúng không con kiến tha lâu thì nó đầy tổ mình trước đây đi làm về chai cùng bước đầu từ những cái nhỏ nhất rồi, rồi đến các vỏ ruột xe rồi từ 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 mình tìm hiểu mua thêm sắt nhôm đồng bình ác quy vân vân nói chung bước đầu là cơ bản nhất đó là chúng ta phải làm quen được môi trường tức là làm quen được tất cả cái là ve chai ve liệu để chúng ta từ từ mới lên được tất cả tức làm quen những cái nhỏ này từ từ những cái nhỏ này thì lên trẻ lên những cái lớn bởi vì khi chúng ta buôn bán rồi chúng ta quen được môi trường rồi chúng ta biết được là 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 ờ ừ, cái này mua này có tiền rồi cái này bán ra thế này rồi từ những cái đó ra đến những ký sắt đấy ký sắt xong này kì rồi đến là đến là 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 ký nhôm cái nhôm chai lên lên bình quy ví dụ vậy bởi vì một nước mà một lần mà chúng ta để một phát mà chúng ta để đi đê đến địch thì khó lắm phải từ từ chúng ta muốn leo lên nhà tầng thì chúng ta cũng phải từ từ bước từng bậc thang một đấy kể cả đi thang máy cũng vậy chứ không thể một phát mà chúng ta tụt lên được trên kia được nên mọi người đi làm mới bắt đầu làm ve chai thì mọi người đừng có chú trọng đến các vấn đề như nhôm rồi ba cái 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 này nó kia quá mình mình thấy mọi người chưa chưa quen biết nghề mà các bạn toàn mọi người với các bạn toàn hỏi đến nhôm đồng sắt rồi những cái không còn những cái, cái 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 chai mù này mọi người ít quan tâm lắm mà thực tế chúng ta đi làm những cái này là, cứ là cơ bản nhất bước đầu khởi nghiệp của mân ve chai là những cái này bởi vì lúc đó mình còn vốn ít những cái này mua lon này Mua mũ này. 200.000 một ngày. Mọi người mua tẹt ca. Nếu như một ngày mà mọi người mua được 200.000 tiền mũ này. Thì mọi người cũng kiếm được. Có đủ công. Bằng ngày đi làm công nhân. Nhân nói thật. Là là là. Mọi người luôn. Chắc đảm bảo luôn. Đấy. Đối với công nhân mà ví dụ tháng trên 10 triệu thì mình không nói. Nhưng công nhân dưới 10 triệu mà một ngày các... Cắt mỗi 100 kg một 100 kg mù thì mới có mấy trăm nghìn đúng không? Nhưng mà một ngày mua chỉ mấy chục ký mù thôi, một cây mấy chục năm bảy chục kg mù thì cũng phải 200 nghìn Thì nó cũng ra được công trăm mấy 200. Trong khi đó là cái diêu thêm cái này cái kia thì nó nói chung góp cho thành bảo. Trong nghề ve chai là thấy bất mà bất kỳ nghề gì mà thôi. Họ buôn bán nghề tập hóa hay là buôn bán các uh, cửa hàng này nó kia thì họ cũng cùng là 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 từ những cái là nhỏ nhất những cái đơn giản nhất thì họ mới có có lời thôi ví dụ như trong bữa quan nhậu của mấy thôi họ bán từng đĩa ốc hay là từng bán từng chai nước ngọt hay là từng lon bia lon cừ một lon đến thùng bia thùng bia là các mùi mùi này kia thì nó ra họ mới ra được những cái thô tiền lớn nên khi chúng ta đi làm nghề về chai này đặc biệt là chúng ta đừng có nản chí chúng ta phải có niềm tin sống là phải có niềm tin niềm tin là là quyết định chiến thắng phải nỗ lực đấy phải tìm tòi hôm nay mua không được đừng có ngày mai mua tiếp ngày mai mua không được đừng đạn ngày một mua tiếp mình khẳng định không có gì không mua được đó là chúng ta phải đi làm quen môi trường mình trước đây cũng vậy thôi mình bỏ tiền công tiền sang cỏ mình đi tìm hiểu rồi từ mình biết ông 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 a này rồi mình biết ông b rồi mình biết vừa này đến vừa kia rồi từ đó mình sẽ nhuần 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 thôi bởi vì không ai dạy các bạn đâu trường đời các bạn là là, là đi tiếp xúc nhiều thì trẻ sẽ... dạy các bạn hiểu biết thôi chứ thực tế mình đây mình cũng không dạy hết các bạn được bởi vì bí quyết làm ăn thì cũng phải trở lại để cho mình cũng như người khác nữa mình không thể nói toạc trên cái 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 mạng sầu này được nên vì thế là mong mọi người hãy hiểu và thông cảm đặc biệt về giá cả là trên cái mạng sầu này là phải hạn chế vì chúng ta phải biết để dựa tư lại cho cuộc sống cho mình đấy cho người khác nó là vậy thì thôi, đến đây video này cũng được 90 phút rồi. Thì nhân mà uh, xin tạm dừng. Nhân cảm ơn mọi người cũng như quý cô bác anh chị là luôn luôn đồng hành theo dõi uh, ủng hộ nhân Vlog. Thì một lần nữa là nhân xin cảm ơn. Giờ nhân xin uh, xuống like xuống uh, một video này để nhân về ăn cơm thì có thể chiều như là 12 giờ mấy rồi có thể chiều là khỏe thì đi uh, mua tiếp mà không khỏe thì ở nhà Xuống xưởng làm tàng tàng thôi <laughs> bye bye cả nhà nhé <laughs>